Thưa quý vị, nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố sẽ dùng 10 triệu bạc, tức hơn 6,7 tỷ đồng tiền cá nhân để thưởng cho pha chiến. Ngoài việc treo thưởng cho đội tuyển Thái Lan, ông cũng kỳ vọng đội nhà sẽ thi đấu thành công và sẽ tặng quà cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan là chức vô địch AFF Cup 2020. Đội tuyển Thái Lan đã toàn thắng 4 trận vòng bảng, bỏ túi 12 điểm cùng ngôi nhất bảng A. Huấn luyện viên Paul King và các học trò sẽ đấu trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam nhì bảng B. Trận đại chiến Đông Nam Á diễn ra vào lúc 19:30 tối mai, 23 tháng 12. Ngoài việc trao thưởng cho tuyển Thái Lan, ông Sổm Dốc cũng kỳ vọng đội nhà thi đấu thành công, tặng quà cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan là chức vô địch AFF Cup 2020. Trong lời hiệu triệu trên Siam Sport, ông Sổm Dốc cũng đánh giá cao đẳng cấp của tuyển Việt Nam. Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cầu thủ, huấn luyện viên và toàn thể nhân viên đội bóng, những người đã làm việc chăm chỉ dưới điều kiện khó khăn để dẫn dắt tuyển Thái Lan lọt vào bán kết. Tôi phải thừa nhận rằng trong 2-3 năm qua, tuyển Việt Nam đã đạt được một đẳng cấp khác tốt hơn. Cuộc gặp gỡ ở bán kết giữa Thái Lan và Việt Nam là một minh chứng rất quan trọng, không chỉ có ý nghĩa đối với người hâm mộ bóng đá Thái Lan mà cả trong khu vực ASEAN mọi người cũng rất quan tâm. Với tư cách là chủ tịch liên đoàn, tôi quyên góp tài sản cá nhân trị giá 10 triệu bạc để giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của các vận động viên, ban huấn luyện viên. Chúc toàn thể cầu thủ và ban huấn luyện cán đích thành công vào chung kết, mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Đấy sẽ là một món quà cả năm mới 2022. Chúc mọi người may mắn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.